Kênh Mắm Ngon Gia Đình xin chào các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng các bạn về cách làm món kẹo sữa hạt, hay còn gọi là kẹo hạnh phúc. Một món kẹo rất là ngon với cái vị mềm béo của sữa, cùng với lại vị bùi bùi chua chua, ngọt ngọt của các cái loại hạt cũng như là mứt, hoa quả. Và gần Tết thì món kẹo này lại càng được ưa chuộng nhiều hơn. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng vào bếp với kênh Món Ngon Gia Đình chuẩn bị nguyên liệu để bắt đầu thực hiện món kẹo này nhé. Để làm món kẹo sữa hạt hay gọi là kẹo hạnh phúc thì ở đây mình cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Đầu tiên đó là phần kẹo dẻo marshmallow, mình sử dụng 500g. Tiếp theo là các loại hạt và các loại mứt, hoa quả thì mình sử dụng những loại hạt như là hạt điều, hạt hạnh nhân, nho khô và mứt dâu tây cũng như là mứt kiwi. Các bạn có thể sử dụng những loại hạt mà các bạn yêu thích khác nhé. Tiếp theo là bột sữa nguyên kem, mình dùng 300g, bơ lạt mình sử dụng 160g và nụ hoa hồng khô, mình lấy cái phần cánh hoa hồng. Trước tiên thì mình sẽ đi trộn các cái loại hạt mà mình sử dụng để làm kẹo nhé. Mình sử dụng hạt hạnh nhân, nho khô và hạt điều. Đây là những hạt rất giàu giá trị dinh dưỡng và gia đình mình thì thích ăn những loại hạt này. Tiếp theo mình sẽ cho thêm phần mứt, quả dâu tây. Mứt này thì họ làm nguyên quả cho nên là mình sẽ đem cắt nhỏ ra một chút để mình cho vào kẹo. Những cái loại hạt kia thì mình ăn nó sẽ có cái vị bùi bùi béo béo. Và mứt quả này thì khi mà mình ăn nó có cái vị hơi chua chua. Nó sẽ giúp mình giảm cái độ ngấy cũng như là cái độ ngọt quá của kẹo này. Các bạn có thể thay thế bằng rất nhiều các loại hạt khác, ví dụ như hạt mứt, hạt dưa, hạt bí hay là những cái loại mứt khác, thì tùy theo sở thích của các bạn nhé. Tiếp theo là mứt kiwi. Phần mứt kiwi này thì nó có màu xanh, mình cho vào nó không chỉ vừa đẹp mà ăn nó cũng rất là ngon. Mứt kiwi thì khi mình ăn nó cũng có cái vị hơi chua chua rôn rốt một chút. Mình cũng sẽ đem cắt nhỏ cái miếng mứt này ra. Những cái nguyên liệu này thì các bạn có thể mua ở những cửa hàng người ta chuyên bán đồ làm bánh. Các bạn có thể tìm mua trên Shopee hoặc là trên Facebook có nhé. Mình sẽ trộn đều hết tất cả lên. Ngoài ra thì họ còn có mứt mơ, mứt xoài, rất nhiều những cái loại hoa quả khác nữa, tùy theo sở thích các bạn lựa chọn thôi. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị bếp để đi nấu kẹo. Mình sử dụng một cái chảo chống dính to một chút. Sau đó mình cho phần bơ lạt vào. Các bạn để lửa thật là nhỏ cho mình nhé. Mình cho bơ vào để cho bơ tan chảy từ từ. Nếu như mình cho lửa to quá thì phần bơ của mình nó sẽ dễ bị hỏng nha các bạn. Sau khi bơ của mình đã tan chảy hết, mình sẽ cho phần kẹo dẻo marshmallow vào. Những cái này thì mình thấy ở trong Bixi này hay là ở siêu thị Vinmart cũng có bán đấy các bạn ạ. Mình cho kẹo dẻo vào, sau đó thì cũng sẽ đảo đều để cho cái phần kẹo dẻo của mình nó chảy ra nhé. Khi thấy phần kẹo dẻo marshmallow của mình đã chảy ra như thế này, bây giờ mình sẽ cho phần bột sữa nguyên kem vào. Đây là cái phần bột sữa mà mình hay nấu trà sữa đấy các bạn. Kẹo ngon hay không nó cũng một phần ở cái phần bột sữa này nữa nhé. Khi mình cho bột sữa vào thì cái hỗn hợp của mình nó sẽ dẻo hơn. Lúc này mình đảo khá là nặng tay và mỏi tay nhé. Các bạn phải đảo đều để cho nó không bị cháy. Sau khi cho bột sữa vào, lửa mình vẫn để ở mức lửa nhỏ nhất nhé. Mình đảo sao cho phần bột sữa của mình nó quyện với cái phần kẹo dẻo, nó tạo thành một khối mịn thì mới được. Sau khi phần bột sữa và phần kẹo của mình nó đã quyện dẻo như thế này thì mình sẽ tắt bếp đi nha các bạn. Nó rất là dẻo và khó đảo. Sau đó mình sẽ cho những cái phần hạt và mứt ban nãy mình đã trộn lẫn vào.
Mình đảo đều cho kẹo và hạt nó trộn đều với nhau. Sau đó thì mình sẽ đổ nó ra khay nhé. Ở đây thì mình đã chuẩn bị khay có lót sẵn giấy nến. Giấy này để chống dính nha các bạn. Mình sẽ cho kẹo ra và mình dàn mỏng kẹo vào trong khay. Kẹo lúc này thì còn khá là nóng nhé. Mình sẽ đeo bao tay vào để mình dàn mỏng nó ra. Sau khi dàn đều kẹo vào khay, bây giờ mình sẽ rắc lên trên bề mặt một chút mứt, quả dâu tây và quả kiwi ban nãy mình có để lại một chút. Mình sẽ rắc lên trên bề mặt để nhìn cho nó đẹp hơn. Màu xanh, màu đỏ, các bạn có thể chọn thêm mứt xoài hay là mứt quả mơ nó có màu vàng nữa, để cho bánh của kẹo của mình nó có nhiều màu sắc hơn, nhìn nó bắt mắt hơn. Sau đó mình sẽ rắc thêm cái phần cánh hoa hồng khô lên. Cánh hoa hồng khô này thì ở những cái cửa hàng bán đồ làm bánh người ta cũng có bán đấy các bạn. Cái này thì các bạn có thể là cho thêm hay là không cũng được, tùy theo sở thích của các bạn thôi. Sau đó mình sẽ lót thêm một tờ giấy nến khác lên bề mặt để mình ấn cái mặt kẹo này xuống cho nó phẳng hơn. Mình dán cho kẹo nó có cái độ dày bằng nhau nhé các bạn nhé. Và cái phần mứt cũng như là cánh hoa hồng thì nó dính xuống cái kẹo của mình, nó không bị rơi ra. Sau khi dàn đều phần kẹo vào khay xong thì mình sẽ để cho phần kẹo của mình nó nguội. Sau đó mình sẽ cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh, để khoảng tầm 1 tiếng ở trong ngăn mát để cho kẹo cứng lại nhé. Sau 1 giờ đồng hồ bỏ kẹo vào trong ngăn mát của tủ lạnh, lúc này phần kẹo của mình đã cứng lại, là mình đã có thể đem ra cắt thành những chiếc kẹo được rồi đấy các bạn. Mình sẽ lấy ra và cắt thành những thanh kẹo có độ dày vừa phải nhé. Phần kẹo khi mà mình cắt ra thì ở giữa nó có cái phần hạt, phần mứt xen kẽ rất nhiều màu sắc, nhìn rất là bắt mắt. Sau khi mình cắt kẹo thành những cái thanh có độ mỏng vừa phải xong thì mình sẽ tiếp tục đem cắt ngắn thành những chiếc kẹo nhé. Mình cắt sao để có thể cho kẹo vừa vào trong cái túi đựng kẹo nha. Mình cứ lần lượt cắt như thế cho tới khi hết độ dài của kẹo, sao cho vừa được vào những chiếc túi đựng kẹo là được. Đây là toàn bộ phần kẹo sau khi mình đã cắt xong. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng giấy gạo và túi đựng kẹo để mình gói những chiếc kẹo này lại nhé. Giấy gạo và túi đựng kẹo thì mình cũng đã mua ở cửa hàng bán đồ làm bánh, họ đều có sẵn những cái nguyên liệu này rồi. Mình sẽ sử dụng giấy gạo để mình bọc kẹo lại, sau đó thì cho kẹo vào trong những chiếc túi. Mình sẽ sử dụng giấy gạo để bọc kẹo lại, sau đó thì cho kẹo vào trong những chiếc túi đựng kẹo nhỏ xinh như thế này. Vậy là mình đã có được chiếc kẹo rồi đấy. Cứ như thế thì mình sẽ gói kẹo và cho kẹo vào trong túi cho tới khi hết phần kẹo của mình nhé. Cái giấy gạo gói kẹo này thì mình có thể ăn được luôn. Mình bọc kẹo để cho kẹo của mình nó khô, nó không bị chảy nước, và mình cho vào trong túi thì nó không bị dính. Đây là những chiếc kẹo mình đã cho hết vào trong túi rồi. Sau đó thì mình sẽ sử dụng một cái máy hàn miệng túi, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái máy làm tóc của mình ấy, rồi mình gắn cái mép của những chiếc kẹo lại nhé. Mình gắn mép túi lại. Sau khi đóng gói xong những chiếc kẹo sữa hạt là mình đã có được những chiếc kẹo nhìn đẹp mắt như thế này đây các bạn. Kẹo khi mình ăn thì nó mềm, dẻo dẻo, béo, bùi, thơm những cái mùi của các loại hạt, hơi chua chua rơm rốt của các loại mứt. Kẹo thì ăn cùng với một ly trà đắng đắng sẽ rất là ngon. Ngày Tết các bạn có thể làm những chiếc kẹo như thế này cho gia đình mình ăn, hoặc là mà làm để đem đi biếu cũng được.
Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Gần Tết rồi thì phong trào tự làm các loại kẹo để ăn Tết lại càng rầm rộ hơn. Mọi năm thì có bánh nougat hay là bánh quy mít vị. Thì năm nay đang có một loại bánh có thể gọi là hot trend, đó chính là bánh thuyền mít hạt. Loại bánh này thì nó vừa độc đáo về hình thức lại vừa rất là ngon. Cách làm như nào thì bây giờ các bạn hãy cùng mình vào bếp chuẩn bị nguyên liệu để bắt đầu thực hiện làm bánh thuyền mít hạt này nhé. Nguyên liệu cho món bánh thuyền mít hạt sẽ gồm có: và để làm cái bánh này thì mình sử dụng là những cái đế bánh hình thuyền. Đế bánh thuyền này thì người ta làm từ gạo nếp thơm dẻo được cán vào tạ hình, sau đó thì sấy khô giống như hình chiếc thuyền. Tuy nhiên là các bạn có thể mua sẵn ở những cái cửa hàng bán đồ làm bánh hoặc là ở trên Shopee cũng có nhé, cho nó dễ. Bởi vì làm cái này thì nó sẽ cần phải khuân tạo hình nữa. Thì người ta có bán sẵn, mình sẽ mua sẵn về để mình làm luôn. Bước tiếp theo thì mình sẽ đi nấu đường. Để nấu đường thì mình sẽ cho 35g đường trắng vào và cho vào 20ml nước. Sau đó thì mình bật bếp và mình đun. Đường này mình đun thì sẽ chỉ lắc nhẹ để cho nó sôi và tan đường ra thôi nhé. Và mình sẽ đun cho tới khi đường của mình nó chuyển sang cái màu caramel, màu vàng giống như cánh gián như thế này. Mình sẽ hạ bếp xuống ở cái mức lửa nhỏ nhất và cho vào cái phần bơ nhạt. Quấy đều để cho bơ của mình nó tan hết ra nha. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào cái phần kem tươi whipping cream. Cái kem này thì sẽ giúp cho bánh của mình nó có cái vị béo hơn. Sau đó thì mình cũng sẽ khuấy đều lên để cho cái kem tươi cũng như là bơ nó tan ra. Nguyên liệu tiếp theo mình cho vào đó là mật ong. Thì các bạn có thể sử dụng siro bắp này hay là mạch nha cũng được nhé. Các bạn cho mạch nha thì cái bánh của mình khi nó khô nó sẽ có cái độ cứng, độ giòn hơn so với việc các bạn cho mật ong hay là siro bắp. Rồi và mình sẽ khuấy đều lên để cho tất cả những cái nguyên liệu nó hòa quyện lại với nhau. Cuối cùng thì mình sẽ cho vào 2g muối trắng. Đây là các cái loại hạt mình mix để làm bánh. Hạt này thì mình đã rang chín hết rồi nha các bạn. Gồm có nho khô, mứt kiwi, hạt điều, hạnh nhân lát và hạnh nhân nguyên hạt. Thì cũng sẽ tùy theo các bạn thích ăn cái loại nào mà các bạn kết hợp nhé. Các bạn có thể làm nguyên hạnh nhân cũng được. Hạt thì mình đã làm chín rồi cho nên bây giờ mình sẽ đổ hết tất cả vào trong cái nồi đường mà ban nãy mình đã nấu. Sau đó đảo đều lên để cho đường và hạt nó quyện lại với nhau. Các bạn có thể làm nguyên một loại đó là hạnh nhân lát hay là hạt điều. Các bạn cho vào cũng được. Mình thì thích ăn các cái loại hạt này, nó có cái vị bùi béo riêng khác nhau. Đây là những cái đế bánh hình thuyền. Mình sẽ cho sẵn đế bánh vào cái khay nướng lót giấy nến. Sau đó thì mình múc cái phần hạt cùng với lại đường vừa trộn với nhau cho vào cái phần đế bánh. Nào, các bạn chỉ việc múc và đổ cái phần nguyên liệu hạt đường vào đầy cái đế bánh của mình là được nha. Nếu mà các bạn thích cái bánh của mình nó ngọt nhiều hơn nữa ấy, thì các bạn có thể nấu tăng lượng đường lên nữa cũng được nhé. Thì cái nước đường của mình nó sẽ nhiều hơn.
Như vậy là mình đã cho được hết cái phần hạt vào trong cái đế bánh rồi. Thì sau đó mình sẽ cho cái khay bánh của mình vào trong lò nướng để mình nướng nhé. Và bánh này thì mình sẽ nướng ở nhiệt là 150 độ C với khoảng thời gian là 25 phút. Tùy lò mà các bạn chỉnh nhiệt nữa nhé. Và đây là những chiếc bánh sau khi mình đã nướng xong các bạn. Lúc này khi mà mình cho vào nướng thì những cái hạt của mình nó chín vàng đẹp hơn nữa, và cái đế bánh của mình thì nó lại có độ khô giòn hơn. Bánh thì mình mix rất là nhiều các cái loại hạt, hạt điều, hạt hạnh nhân, và bên cạnh đó mình còn cho nho khô với lại mứt kiwi, ăn nó hơi có cái vị chua nhẹ thanh thanh. Thì khi mình ăn nó kết hợp vào, nó vừa bùi, vừa thơm, vừa chua nhẹ, sẽ không bị ngán quá nha các bạn. Bánh nhìn rất là bắt mắt, từ hình dáng cho đến màu sắc. Và bánh khi mà mình để nguội thì nó sẽ có cái độ giòn của cái vỏ bánh. Mình bẻ bánh ra thì cái đường nó sẽ không bị cứng quá. Và khi ăn ấy thì nó có cái độ bùi giòn giòn của các cái loại hạt rồi. Các bạn mà thích bánh cứng thì các bạn có thể nấu bằng mạch nha nha. Cách làm cái kẹo này rất là đơn giản phải không các bạn? Các bạn chỉ việc đặt ở trên Shopee cái đế bánh thuyền thôi. Sau đó thì mình mua thêm hạt về, mình mix vào và mình tự làm. Thì Tết này gia đình bạn sẽ có được một đĩa bánh rất là độc đáo mà lại ngon nữa đấy. Các bạn hãy vào bếp và thử làm ngay nhé. Chúc các bạn làm thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Và trong clip hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách làm thêm một món bánh nữa để ăn Tết. Đó chính là món bánh đồng tiền mix hạt, hay còn gọi là bánh hạt dinh dưỡng. Bánh đồng tiền mix hạt là loại bánh rất ngon và bổ dưỡng, được mix với các loại hạt như là hạt điều, hạt hạnh nhân, hay là hạt vừng, hạt hướng dương, hạt bí. Rất là nhiều các cái loại hạt dinh dưỡng lại thơm ngon. Và đế bánh là những chiếc bánh quy thơm lừng, giòn tan tròn vo giống như những đồng tiền xu. Vì vậy mà mọi người hay gọi là bánh đồng tiền hay là bánh tài lộc. Cách làm món bánh này thì rất đơn giản. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu để bắt đầu làm bánh nhé. Đây là các cái loại hạt mình dùng để mix làm bánh, thì các bạn có thể lựa chọn hạt tùy theo sở thích của gia đình mình nhé. Mình sử dụng là hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt bí, nho khô và một chút mứt kiwi. Các bạn có thể sử dụng thêm vừng trắng hay là hạt dưa, hạt mắc ca cũng được. Tùy theo sở thích của các bạn thôi nha. Những cái hạt này thì nó còn sống cho nên là bây giờ mình sẽ đi rang chín hạt lên nhé. Trước tiên thì mình sẽ đem rang chín hạt hạnh nhân trước. Đây là hạnh nhân nguyên hạt, các bạn cũng có thể sử dụng hạnh nhân lát cũng được. Tiếp theo là hạt điều. Các bạn có thể sử dụng chảo để mình rang chín hạt. Hoặc là nhà các bạn mà có nồi chiên ấy, thì các bạn cho hạt vào trong nồi chiên, mình làm nóng lên, hạt sẽ chín nhanh hơn. Và hạt bí. Ở đây thì mình sử dụng hạt bí, các bạn có thể sử dụng hạt dưa thay thế cũng được. Sau khi rang chín xong thì mình sẽ đổ hạt ra cho nó nguội. Mình sử dụng cùng với lại nho khô, thì nho của mình nó là nho ngọt nhé. Và một chút mứt kiwi, nó có cái vị hơi chua nhẹ ngọt ngọt, ăn rất là ngon. Đó là các loại hạt. Nguyên liệu tiếp theo mình chuẩn bị là bánh đồng tiền. Đây là những chiếc bánh đồng tiền mình dùng làm đế, bánh rất là thơm và giòn.
cùng với đó là phần mạch nha. Mạch nha thì mình chỉ cần sử dụng một ít thôi. Các bạn có thể cho vào trong một cái nồi nước nóng, mình cách thủy cho mạch nha nó mềm ra nhé. Và tất cả những cái nguyên liệu này thì mình mua ở trên cửa hàng bán đồ làm bánh nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi mix bánh cùng với lại các loại hạt. Cách làm này thì nó rất là dễ rồi. Các bạn chỉ việc dùng một cái nĩa, mình sẽ lấy một chút mạch nha, sau đó mình quét một lớp mỏng lên bên trên cái đế bánh đồng tiền. Cái này thì mình sẽ chỉ cần quét một lớp mỏng là được rồi, để cho những cái hạt của mình nó dính được vào cái đế bánh ấy. Sau khi quét mạch nha xong thì mình sẽ lấy các loại hạt và mình gắn nó lên cái đế bánh đồng tiền này thôi. Thì tùy các bạn thích gắn như thế nào cũng được nhé. Các bạn sử dụng những cái loại quả nào thì các bạn sẽ mix những cái loại hạt, loại quả đó lên. Bước này thì rất là đơn giản, chắc chắn là ai cũng làm được rồi. Đó, sau khi mình mix các cái loại hạt lên là mình đã được một chiếc bánh đồng tiền mix hạt rồi đấy. Và cứ như thế thì mình sẽ làm cho tới khi hết cái phần nguyên liệu mình đã chuẩn bị nha các bạn. Các bạn có thể mua những cái nguyên liệu này ở những cửa hàng chuyên bán đồ và dụng cụ làm bánh, các bạn tìm trên Facebook hoặc các bạn lên Shopee, các bạn tìm ở trên Shopee cũng đều có đầy đủ hết những cái nguyên liệu này nhé. Mình tìm ở trên đó, sau đó thì lựa chọn những cái loại hạt, loại nguyên liệu nào mà mình thích ăn, mình đặt về và các bạn mix, các bạn làm giống như thế này. Và mình đã được những chiếc bánh tiếp theo rồi đấy. Tiếp tục thì mình sẽ cứ làm tương tự như vậy nha các bạn. Các bạn chỉ cần dùng cái nĩa, mình lấy một chút mạch nha thôi, mình quét một lớp mỏng lên trên đế bánh là được. Sau đó thì mình nhặt các cái loại hạt, mình mix lên bánh. Các bạn ăn hạt nào thì cho hạt đấy vào. Các bạn không thích phần mứt nho hay mứt kiwi thì các bạn có thể sử dụng nguyên hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt bí, hạt dưa cũng được. Những cái hạt đấy khi mà mình sấy bánh xong mình ăn thì nó rất là giòn và bùi. Còn mix thêm cái phần mứt kiwi hay là nho khô thì nó sẽ có cái vị chua nhẹ và nó hơi dai dai một chút nhé. Sau khi đã làm xong bánh rồi thì mình sẽ xếp hết toàn bộ những chiếc bánh mình vừa làm vào trong một cái khay nướng để mình đem đi sấy bánh nha các bạn. Đó, mình xếp hết vào khay và có lót giấy nến nhé. Thì trước khi mà sấy bánh thì mình sẽ làm nóng lò trước, sau đó mình sẽ cho bánh vào lò để sấy. Và mình sấy bánh ở nhiệt độ là 160 độ C trong khoảng thời gian là 15 phút nếu như các bạn dùng lò nướng. Còn các bạn dùng nồi chiên thì các bạn có thể sấy ở nhiệt 80 độ trong khoảng 15 phút. Sau khi sấy bánh xong thì đây là thành quả mà mình thu được. Các bạn có thể thấy những chiếc bánh của mình, những phần hạt vàng ươm rất là đẹp mắt. Và những chiếc bánh thì thơm, bùi, giòn tan. Bánh này sau khi các bạn sấy xong, các bạn có thể để nguội rồi cho vào trong túi hay là cho vào trong hộp kín để mình bảo quản, để giữ cho bánh luôn được giòn nhé. Bánh nhìn vừa đẹp mắt, độc đáo lại vừa thơm ngon. Các bạn hãy thử bắt tay vào làm ngay, để Tết này gia đình mình sẽ không phải đi mua bánh kẹo bên ngoài nữa mà sẽ có được những chiếc bánh hạt dinh dưỡng như thế này để thưởng thức, để đãi khách. Chúc các bạn làm thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.